quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 2 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ cuối tháng 1 đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại một số tỉnh thành phố, nhất là ở Hải Dương, địa phương giáp danh với tỉnh, nhưng nhờ sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện quyết liệt các biện pháp, nên công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Tính chung, 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh thu hút thêm 6 dự án đầu tư, hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, thu ngân sách đạt trên 2.540 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch. Các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu được triển khai thực hiện tốt, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tình hình tai nạn giao thông được kiểm soát. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng báo cáo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên đoạn địa phận tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đến nay việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử của các cấp trong tỉnh được thực hiện kịp thời. Ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập các tiểu ban và tổ chuyên môn giúp việc. 100% các đơn vị cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần và số lượng người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã đạt được trong 2 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần chủ động tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. COVID-19 là không phải chưa đến Hưng Yên, mà COVID-19 đã đến Hưng Yên. Nhưng đến nay thì rất mừng là những tín hiệu tốt hơn về phòng chống dịch COVID-19 và những kết quả đạt được trong hoàn cảnh chung của tỉnh Hải Dương, số bệnh nhân tăng lên ở Hải Phòng, Quảng Ninh là những tỉnh giáp danh liền kề như chúng ta là giữ mãi con số 2 đến giờ phút này. Ngày mai là sẽ thực hiện dỡ phong tỏa, là hết 2 huyện giãn cách xã hội. Chúng ta vẫn phải luôn luôn xác định về mặt ý thức là COVID-19 đã đến thăm Hưng Yên nhưng có thể sẽ tràn vào Hưng Yên nếu chúng ta chủ quan. Vấn đề COVID-19 nó không đơn thuần là vấn đề an toàn về y tế, an toàn về xã hội, mà đây còn là vấn đề sống còn trong phát triển kinh tế.
cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương cần nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giải quyết các vụ việc nổi cộm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng phương án tổ chức bầu cử cho khu vực có dịch COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương, đảm bảo theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của nhân dân.